trong này có một ngôi chùa rất là kỳ lạ. Cái sự tích nguồn gốc của nó đang gây tranh cãi là không biết vì sao nó gọi là chùa, nhưng mà chính quyền lại không công nhận cái điều đó. Đã tới đây rồi thì tôi cũng sẽ vượt rào để ở trong xem trong đó đang thờ cúng cái điều gì. Là cơ sở thờ tự trái phép, quá nhiều vấn đề ở đây. Ô, vậy là ở đây là có người chủ trì. Đây thậm chí còn có cả bức ảnh cổ này. Vậy thì rõ ràng là những cái lời ở trên bài báo thì không biết là có đúng hay không, như thế nào. Nó gây cho mình một cái sự hoang mang. Khá là nhiều kiến ở trên này. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng sụt soạt của lá cây. Không biết có ai ở đây không ạ? Alo. Các bạn thân mến, Nam đang có mặt tại Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Bởi vì nghe mọi người nói rằng trong này có một ngôi chùa rất là kỳ lạ. Ngôi chùa trong hang. Cái sự tích nguồn gốc của nó đang gây tranh cãi là không biết là vì sao nó gọi là chùa, nhưng mà chính quyền lại không công nhận cái điều đó, cũng như là trong đó đang thờ cúng cái điều gì. Và Nam nghe nói rằng là ở trong chùa còn có một cái ấn ở trên vách đá. Nói chung là mình nghe thì rất nhiều những cái câu chuyện mà nó gây cho mình những cái ẩn số, những cái ly kỳ mà Nam tò mò tới đây để khám phá. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Nam bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hiểu xem là giống như Nam, đó là cái mối quan tâm của mình lớn nhất, đó là cái ấn ở trên đá, nó là ý nghĩa là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Và trên đường đi thì Nam thấy ở bên đường có hai cái cây nó khá kỳ lạ đối với người miền Bắc. Đó, hai cái cây mà hiện nay nó chỉ có quả thôi, mà quả nào cũng to dài như là trái dưa leo, dưa chuột hay là trái bơ vậy. Đấy, đây một cây và kia một cây kìa. À, bây giờ thì mình sẽ thử hái một quả xem sao. Đây. Xin phép các bạn là la cà một chút, bởi vì trong quá trình đi tìm hiểu thì Nam luôn ấn tượng bởi những cái điều lạ lẫm ở xung quanh mình. Đây là một cái quả, một cái trái còn xanh này. Nếu mà nhìn này thì nó hơi hơi giống trái bơ. Đấy. Thì anh ơi, cho mình hỏi một chút. Đấy, cho mình hỏi một chút. Là đây là trái gì ấy nhỉ? Trái gòn. Trái gòn à? Dạ. Trái này có ăn được không? Dạ không. Cái này đâu mình bỏ vô gối mình nằm á. À, bỏ vô gối mình nằm ấy hả? À. Thế cho anh hỏi này, là đi vào trong này là có cái chùa hang đúng không? À, chùa hang trong đây nè. À. Đây giờ anh vô đây đúng không? Ừ. Anh chạy thẳng vô nghĩa địa. Chạy thẳng vô nghĩa địa. À, xong rồi mình cua trái lên đây. Rồi vô đó gặp có ai hỏi thì chỉ chùa hang nha. Nhưng mà chùa hang đấy có sư không? Có. Không biết. Không. À. Em ít lần đó. À. Dạ. Em rồi. Làm nấm dưới đây. Em làm nấm à? Dạ. Rồi, anh dạ. Cảm ơn nhá. Dạ thôi em đi luôn anh. Ờ. Trái gòn á. Ờ, trái gòn. Rồi anh cảm ơn. Không biết là trái gòn này có liên quan gì đến cái từ Sài Gòn không? À, em ơi. Chào anh. Cho anh hỏi là cái chùa hang là đi đường nào nhỉ? Đi thẳng vô lên này nè. À, em đã lên đó nhiều chưa? Lên nhiều. À. Sẽ sáng bên trên tầng 7 luôn mà. Thì em đi đá gà hay là con gà này như nào đây? Dạ, đi xin sổ. Xin gì? Đi sổ gà. Đi sổ gà á? Là đi tiêm á? À. Rồi, anh cảm ơn nhá. À. Thôi, bây giờ mình đã chót lấy một quả này rồi thì mình sẽ bổ nó ra. Ui rồi. Ồ, hiện nay thì ở trong nó là như này các bạn này. Nó là có cái gì đấy rất là xốp ở trong này và có những cái hạt khá là tròn rồi đấy. Nhưng mà mình thấy ở trên kia thì có một trái nó đã chín rồi kìa. Nó chín rồi và mình thấy là cái vỏ nó tách ra để lộ ở bên trong là có những cái gì đó màu trắng trắng như là bông vậy. Mà theo như bạn kia nói là cái này là để ở trong gối.
để mình gối đầu cho nó êm. Thì bây giờ mình sẽ thử lấy thử cái trái chín đó xem mà như nào. Vì mình tin rằng là những cái điều mà nó đến xung quanh này này, trong cái cuộc hành trình của mình thì nó đem lại một cái tín hiệu gì đó hay một cái giá trị gì đó. No. Ây da. Đây rồi. Ây da. Ui, bay hết rồi. Ây da. Trong khi mình nắm nó xuống thì chỉ lấy được một nửa thôi. Đây các bạn thấy này, là trong này có những cái hạt đen đen. À, mình hiểu rồi. Là cái này này, là bông này, là nó sẽ giúp khi mà cái quả nó chín nó sẽ bung ra như này. Và mỗi một cái bông này nó sẽ giúp cho cái hạt bay xa hơn. Cái hạt này nó khá là nặng, màu đen nhá. Nếu mà không có cái bông này giúp nó bay xa thì nó không để phát tán cái cây, cái giống loài của nó không để phát tán và sinh sôi được. Mình sẽ để ở trên này và cho nó bay cho các bạn nhìn xem. Đấy. Và như vậy là đã rõ. Và lợi dụng cái những cái bông này, nó rất là mềm, nói chung là nhẹ, nhưng mà nó giúp có thể gió nó thổi bay xa. Đấy, thì là người ta đã sử dụng những cái này để cho vào ruột gối, cũng như là cái bông tăm gòn để mà lấy dái tai. Ok, thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi vào phía trong thôi. Đây rồi, chúng tôi đã tới nghĩa trang vườn đào. Và hiện nay là vào cái tầm gần trưa trưa, trời nóng vô cùng và khá là vắng vẻ nữa. Tôi thấy là bắt đầu tới một cái khu thờ cúng phía trước. Cái nơi này có lẽ là để thờ Địa Tạng Vương, Bồ Tát. Để khi mà những ai mà muốn đây vào đây yên nghỉ ở trong này thì sẽ tới để báo cáo. Thì chắc là mình trước khi vào một cái nơi tâm linh như vậy, mình không biết cái ngôi chùa đó, bởi vì người dân thì người ta gọi là ngôi chùa, nhưng mà với những cái nếu mà chùa thì thường phải có sư trụ trì, phải có cái sự điều phối gì đó từ hội Phật giáo. Đấy là mình nghĩ thế, nhưng mà ở đây thì lại không, ở cái ngôi chùa đó lại không có sư và cũng không được sự chấp nhận, thì mình không hiểu là lý do gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới đó, và trước khi tới thì sẽ thắp một nén nhang cầu xin Địa Tạng Vương có thể là bao bọc che chở cho mình, bởi vì mình là từ một cái nơi xa đến, có rất nhiều những cái mình phải được sự quy thuận, đồng ý của thần linh thổ địa ở địa phương thì mới mong được mọi thứ được yên ổn. Thì bây giờ Nam nghĩ thế. Bởi ở đâu cũng vậy thôi, không chỉ là về tâm linh, về khi chúng ta tới một cái nơi mà ngay cả người sống đang quản lý thì mình cũng phải xin phép, kiểu như vậy. Thì Nam thắp một nén nhang. Nam đang đi qua khu vực có rất nhiều những cái ngôi mộ của người dân địa phương. Và cái điều khiến Nam đặc biệt chú ý hơn cả đó là cái ngọn núi phía trước. Hiện nay thì giữa trưa nắng, nhưng mà trên đỉnh núi là mây, là sương, nó vẫn đang vần vũ. Một cái điều gì đó khá là đối lập với ở phía dưới. Cũng như là ở ngay lưng chừng của con núi có một cái tảng đá nó lộ thiên ra ngoài. Nó như là một vết sẹo khổng lồ ở trên cái ngọn núi này vậy, bởi vì tất cả đều được bao phủ bởi cây cối, thì riêng cái khối đá khổng lồ này nó lại lộ ra, nó không có cây cối nào mọc và nó có những cái vết hằn ở trên, cái dấu hiệu của thiên nhiên, của thời gian, của rất là nhiều cái những cái cơn địa chấn nó tạo thành, nó khiến cho nơi này có một chút gì đó bí ẩn. Thì bây giờ chi bằng chúng ta cứ tiếp tục đi. Đấy, phải đi tìm những cái gì mà mình thắc mắc, mình hoài nghi thì nên đi tìm hiểu đến tận cùng để
có thể có được cho mình những cái câu trả lời. Còn nếu mà mình đặt những cái câu hỏi trong đầu, mình không tự đi tìm cái lời giải, thì nó sẽ đau đáu, nó sẽ cái một, cái hai nó sẽ trôi đi. Mà hơn nữa đây cũng là một cái sứ mệnh của Hoàng Nam, là mình cũng muốn truyền tải những cái điều kỳ lạ, những cái bí ẩn ở khắp Việt Nam cũng như trên thế giới đến cho mọi người. Ôi, cái nghĩa trang này rộng hơn là mình nghĩ. Tôi không nghĩ rằng cái ngôi chùa này là nó lại ở sâu như thế. Nó lại ở cách xa khu dân cư. Rõ ràng là phải đi qua một cái nghĩa trang, là cái nơi mà hẻo lánh cuối làng nhất rồi. Và ở đây thì có một cái con đường này, không hiểu là đây là dành cho ô tô này, mà không hiểu ô tô vào đây làm cái gì. Có thể là họ chở gỗ à? Chắc là không phải đâu. Hoặc là có một cái công trình gì đó ở trong này. Những cái dấu hiệu ở đất này là chứng tỏ rằng là xe vẫn đi lại rất thường xuyên này. Theo như những cái gì mà tôi tìm hiểu được thì ngày xưa ấy, khi mà nhiều người vẫn còn vào trong rừng, trong núi để tìm những cái nguồn lợi từ rừng, ví dụ như là trầm hay là những cái khoáng sản gì đó, thì trước khi vào thì họ tới cái khu vực cái chùa hang đó, họ lập một cái ban thờ gọi là thờ sơn thần thổ địa, để mong cho cái cuộc hành trình đi của họ được an toàn, được may mắn, mang lại nhiều cái nguồn lợi về. Nhưng mà trải qua thời gian thì nhiều người tới đây và coi gọi nó là ngôi chùa. Đấy thì tôi cũng không hiểu là với một cái mà cho rằng là tự phát như vậy thì ở trong đó tại sao lại có nhiều những cái đồ thờ cúng, hay là kể cả có một cái dấu ấn rất là kỳ lạ ở trong đó nữa. Giờ là chỉ có cách là mục sở thị tự mắt mình nhìn thấy và tự mình phán đoán, tự mình tìm cái câu trả lời mà thôi. Bây giờ tôi đang đi qua một cái lạch nước, không hiểu là cái nước nguồn từ đâu mà nó lại chảy vào cái con đường này. Ồ, nếu như tôi không nhầm thì chính vì có cái lạch nước này nó chảy ra đây, thì tôi nhìn thấy có một cái công trình tôn giáo ở đây này các bạn này, một cái tháp. Cái tháp này thì đã bị rào thép gai, không thể vào được, nhưng mà có một cái que trống ở đây, chứng tỏ rằng là nó được mở ra để cho những ai có thể vào hoặc có thể muốn vượt qua hàng rào, vượt qua ranh giới để vào được. Thì đã tới đây rồi thì tôi cũng sẽ vượt rào để vào trong xem có một chút manh mối gì không. Bây giờ phải hết sức cẩn thận các bạn. Cái hàng rào thép gai này cũng có thể là mắc đây.
tôi phía trước nữa. Thì chúng ta cùng nhau đi tiếp thôi. Với những gì đã trải qua thì tôi nghĩ rằng cái con đường này này là chúng ta phải để ý rất nhiều những cái lối rẽ vào trong. Ví dụ như đây. Đây là chắc chắn là cái đây đã là một cái nơi để người ta đi vào này. Mà không biết để vào để làm gì thôi. Đấy, là rõ ràng là có một con đường để đi vào. Rất là bí ẩn. Kia cũng có mấy cái tảng đá to khổng lồ. Và đây tôi để ý đây này. Nếu mà dựa trên những cái vết ở đường thì rõ ràng đây còn một cái lối rẽ vào nữa. Đây. Ở đây thì người ta phá hẳn cả cái hàng rào thép gai luôn. Đây các bạn này. Đây, lối rẽ vào đây là khá là mới và thường xuyên. À. Ở đây có nhiều vết xe hơn. Và cái lạch nước là chảy từ trên này xuống. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiếp xem như thế nào. Thực sự là cái hòn đá trước mặt tôi là trông nó cũng sừng sững, nó rất là to. Không hiểu rằng là nó có đây tự bao giờ. Ồ, nó liền khối các bạn. Trông thì tưởng như nhiều hòn đá nhưng thực ra là có, là chỉ là một thôi. Ui, không biết mọi người có để ý không? Ở kia tôi thấy có những cái dòng chữ Hán Nôm kìa. Những cái ký tự tượng hình màu xanh. Nếu mà màu xanh này thì chứng tỏ là có người họ mới viết vào đó. Không biết là đấy là cái một cái đá liền hay là người ta chát thêm vữa vào. Xong người ta mới viết trên cái vữa đó bởi vì nó lộ những cái dấu vết ra. Vậy là cái hòn đá này cũng không bình thường rồi. Vậy chúng ta sẽ đi tiếp xem nào. Không hiểu sao đến mức mà tôi nhìn thấy những cái dấu vết ở trên đá này cũng giống như là chữ vậy á. Đây này. Giống như là ngày đã có ai từng viết chữ gì ở đây rồi. Xong nó mờ đi này. Rồi. Mình sẽ đi quanh cái hòn đá này xem như nào. Ồ. Các bạn ơi, rất nhiều chữ được viết ở trên này. À. Đây là một cái hang à? Tôi thấy ghi đây là đá trọng thượng hay thương gì đó. Đá trọng thương. Bây giờ mình sẽ đi vào xem nào. Nếu mà nhìn từ góc này thì sẽ thấy ở đây là nhiều hòn đá đấy. Nhiều hòn đá nó rơi xuống và nó tạo thành một cái hình thù như này. Đá trọng thương thượng. Nhưng mà mũi tên lại chỉ đi ra phía ngoài. Còn ở đây thì tạo thành một cái hang. Và cái điều kỳ lạ là cái lạch nước lại xuất phát từ chính giữa cái hòn đá này, những cái hòn đá này tạo ra một cái nguồn nước mát lành. Bên này thì tôi cũng nhìn thấy là họ có ghi này những cái dòng chữ rất khó để đọc, chỉ được đọc được chữ Phật nhờ cách phụng thờ giữ làm lành. Đấy. Tôi chỉ đọc loáng thoáng được những cái câu đó thôi. Như vậy là chứng tỏ là người ta cũng đã tới đây để có thể là cái nguồn nước này chăng? Là người ta coi đấy là một cái nguồn nước thiêng gì đó. Nên là họ đã khơi ra một chút. Không biết là cái dòng nước này có thực sự có may mắn hay là đem lại cái điều gì hay không thì tôi chỉ làm một cái công việc, đó là mình sẽ để một cái hạt giống ở đây, một cái hạt cây gòn ở đây. Đó. Thì không biết là nước nó sẽ đẩy đi đâu, đưa cái hạt đấy đi đâu, và hy vọng là mình gọi là gieo mầm ở đây. Đây tôi sẽ đặt ở vị trí này. Các bạn thấy là cái dòng nước nó vẫn đang liên tục chảy, nhưng mà cái bông gòn của tôi nó lại đứng im một chỗ, mang theo một cái hạt giống đứng im ở đây luôn, nó không đi theo cái dòng chảy luôn.
cái khu vực hòn đá này còn nhiều cái bí ẩn nữa. Tôi nghĩ rằng mình cứ thử đi một vòng xung quanh đây xem như nào. Ở cái góc này nhìn thấy hòn đá như là bị, ngày xưa nó là liền một khối nhưng mà bị ai đó hay là bị thiên nhiên nóng quá nó tách ra làm đôi kìa. Và một cái gì đó rất là thanh tịnh ở đây. Tự nhiên mình đến đây phát mình nhìn thấy đá này, thấy nước này, là thấy nghe thì tiếng chim, nhiều cây cối, là bản thân cái lòng mình nó đã tĩnh lại rồi. Và tôi vẫn tiếp tục đi theo một cái con đường mòn này. Và tôi càng đi càng nói thì tôi nghe được cái tiếng vang của tôi, nó bắt đầu nó vọng lại. Vậy là khoan nói về cái chuyện tâm linh ở đây, nhưng cái về vấn đề phong thủy là đây đã là một cái nơi khiến cho không chỉ riêng tôi mà tôi nghĩ bất kỳ ai tới đây cũng sẽ cảm thấy có một cái điều gì nó không bình thường, nó không khô cằn như là ở những cái nơi khác, ở đa phần nơi khác ở khu vực này, mà nó có đá này, nó có cây cối bỗng nhiên tùm này, và có một cái lạch nước đấy, thậm chí là cái đá kia các bạn có thể nhìn thấy nó bị xẻ cái phần đầu, tức là cái hình thù nó rất là kỳ vĩ, rất là bí ẩn ở đây. Wow. Và ngay bên cạnh tôi giờ tôi mới để ý thấy rằng là có một cây xoài đang sai quả luôn, mặc dù quả không to lắm. Không biết có ai ở đây không ạ? Alo, xin chào. Bởi vì tôi thấy có một cái áo vắt ở trên cây. Không biết là có ai không. Ở đây có một quả xoài, nhưng mà cái quả xoài này nó hơi ương ương, nhưng mà có khá là nhiều kiến ở trên này. Tôi vẫn nghe tiếng sột soạt ở trên. Thôi tốt nhất là những cái cây ở những cái nơi tâm linh này thì mình không nên đụng tới. Và mình sẽ tiếp tục đi xem như nào. Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng sột soạt của lá cây khá to trên này luôn. Ở đây này có dấu hiệu của người và rất nhiều những cái chữ được viết ở trên đá luôn. Tôi sẽ cố đọc dịch cho xem ở đây xem như nào. Một câu niệm Phật tiểu vạn tội, hai chữ từ bi giải vạn sầu. À, ý nói rằng tới đây thì người ta cũng sẽ cảm thấy thanh tịnh hơn. Ôi, à, các bạn ơi, đây khu vực có rất nhiều những chai nước này. Họ ghi là xin đem nước lên điện. Đấy, rất nhiều những cái chai nước bằng nhựa. Đem nước lên điện à? Điện thì ở đâu? Và tôi cũng phát hiện ra tiếng sột soạt ở lá cây rồi. Đó là đây. Không biết là cây quả gì, bởi vì có rất nhiều những cái cây và cái quả nó rơi xuống nó nghe lộp độp luôn. À đây rồi. Đây, rất nhiều những cái quả. Quả này quả sung chăng? Đây, rất nhiều quả này luôn. Nó rơi xuống nghe lộp độp, làm mình tưởng rằng là có người ở trên này, cũng như là báo với mình ở đây. Đấy. Và cái hòn đá này có thể giống con thuyền. Thì đấy, quả rơi. Và cái hòn đá người ta ghi là con thuyền Bát Nhã. Thì bây giờ chứng tỏ đây vẫn chưa phải là một cái nơi thờ cúng như là mọi người gọi là chùa hang. Đây có phải là cái giếng không? Tôi sẽ thử mở ra xem như nào. Ồ đúng rồi các bạn, giữa trên núi này có một cái giếng. Giếng vẫn đầy ắp nước luôn. Và mọi người để rất nhiều những cái gầu ở đây để cho chúng ta có thể, nếu mà ai tới đây lên, có thể lên cái chùa hang ở đó, thì có thể là mang theo một cái bình nước này lên. Và ở đây cũng khắc rất nhiều những cái dòng chữ Hán Nôm này, A-di-đà Phật. Nói chung là một cái hòn đá mà nó phẳng lì như một bức tường luôn.
Đúng là thiên nhiên rất là kỳ diệu. Vậy thì tôi sẽ mang một cái bình nước để đi lên theo tiếp cái con đường mòn, xem là dẫn tới đâu. Thực sự một cái nơi hoang vắng như này mà những cái quả kia nó rơi xuống cứ lộp bộp, nghe cũng thật là đáng sợ. Ở đây là chỉ có những cái tảng đá rất to. Ồ, một ai đó đã khắc lên cái tảng đá to này những cái bậc thang. Đây này, một cái bậc thang các bạn. Trước khi vào đây thì tôi nghe nói lời mọi người nói về cái nơi này rất là nhiều. Những cái người mà ở xa thì nói rằng là đây là cái nơi rất là nhạy cảm, thế này thế kia. Và tôi cũng search trên mạng thì thấy là người ta nói về đây là không phải là một nơi chính thức. Nhưng mà khi mà tới gần mà nơi có người dân ở thì mọi người lại nói với tôi một cái sự rất là tôn kính về cái nơi này. Đây, nơi thanh tịnh. Ở trên này tôi thấy có một cái lán này các bạn. Giờ mình sẽ lên xem nào. Không biết lán này để thờ hay là có người ở. Cái khu vực này mà có những cây ăn trái các bạn, là ngoài cây xoài ra còn có một cây mít nữa, cũng đang ra trái. Trước khi vào cái khu vực này thì tôi thấy có một cái tòa tháp nữa này. Một tòa tháp màu trắng và một cái nhà bằng gỗ nho nhỏ. Nhưng mà trước khi lên đó thì chúng ta sẽ vào khu vực đây đã. Rất là kỳ lạ. Người ta bảo tôi mang nước lên mà bây giờ tôi không biết để nước ở đâu. Thì mình... đây rồi. Đây có thể là chỗ tập kết nước này. Đây, mình sẽ để đây. Vậy là... chứng tỏ rằng là ở đây có một người đã ở đây. Đây các bạn này. Có bếp, có cái đồ sinh hoạt. Nhưng mà cái người đấy đâu? Không thấy đang ở đây. Hoặc là người ta ở đây nhưng mà người ta trốn mình. Có ai đây không ạ? Xin chào. Không thấy ai cả. Cái ngôi nhà bằng gỗ thì vẫn im ắng. Vậy thì chúng ta sẽ lại tiếp tục thắp một nén nhang. Ở đây lại ghi là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Một cái gì đó rất là khó tả ở đây. Chúng ta được đi vào trong đi. Ui, trong hang. Ui, bất ngờ luôn các bạn. Dưới một tảng đá to và bằng phẳng, có thể nói đây là một cái hang. Thì tôi thấy có rất nhiều cái nơi ban thờ. Đây là dưới cái rễ của cây đa di đà. Đúng thật là có một cái gốc đa ở phía đằng sau cái ban thờ này. Nơi này thì được vệ sinh rất là sạch sẽ luôn, rất là ngăn nắp. Thạch sơn cổ tự trụ trì thích nhơn hoàng. Ô, vậy là ở đây là có người chủ trì mà. Chủ trì. Đây thậm chí còn có cả bức ảnh cổ này. Vậy thì rõ ràng là những cái lời ở trên bài báo thì không biết là có đúng hay không, như thế nào. Nó gây cho mình một cái sự hoang mang. Thì bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục. Ôi, đấy, khi mà tôi đang soi đèn thì tôi bất ngờ thấy ở trên vách của cái nơi thờ tự trong cái hang này có một cái này không đúng như người ta nói với tôi từ đầu, là có một cái ấn. Nhưng cái ấn này không phải là mình ấn vào những tờ giấy khác, mà đây là được khắc ở trên vách đá. Vậy thì nếu mà nhìn, không hiểu là nhìn theo hướng chính diện thì là sẽ hướng nào, nhưng mà
những cái hình thù ở trên này, ký tự trên này rất là khó hiểu luôn. Đã được viết bằng cái sơn màu đỏ hay là bằng gạch gì đó, hay bằng đất gì đó, tóm lại là nó được viết ở trên vách đá chứ không phải là được khắc, và rất là khó hiểu. Nếu mà họ viết bằng cái chữ tượng hình thôi mình cũng đã không biết rồi, huống chi để những cái ký tự ở đây nó càng khó hiểu hơn. Mà cũng không biết được rằng là viết ở đây từ bao giờ, mới viết hay là viết từ lâu rồi. Cái này thì mình cũng không có nhiều cơ sở để có thể là đi đến kết luận được. Bây giờ chúng ta thử đi ra ngoài xem là có manh mối gì từ những một ai đó ở ngoài không. Cái sự chú ý của tôi đổ dồn vào cái nhà bằng gỗ bên cạnh. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên đó. Hiện nay tôi thấy là cái đường nối sang thì đã bị rào, có hàng rào rồi. Chỉ có một cái đường đất ở đây. Cái đường đất ở đây lên thì khá nguy hiểm này, bởi vì nó dốc và nó nhỏ. Nhưng còn cái đường kia là bị rào rồi. Và thôi chúng ta sẽ cố đi thử cái đường này đi. Hiện nay thì trời đang vào trưa. Có thể một ai đó đã từng ở đây và họ vẫn đang ở đây luôn, để họ xa lánh những cái trần tục ở phía dưới. Cái ngôi nhà gỗ này cũng có rất nhiều thú vị nha, bởi vì là họ viết rất nhiều cái chữ gì đó ở trên. Nhưng mà lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Tôi đang đổ dồn cái sự chú ý vào cái tháp này, bởi vì có ghi đây các bạn. Phật lịch là 2551 Ninh Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2007, Thạch Sơn Cổ Tự, Chùa Hang, tọa lạc tại núi Hòn Hèo, Tiên Du, Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa, là ngôi chùa có từ lâu đời và đã trải qua nhiều thế hệ cho đến khi Hòa Thượng Hiệu Nhơn Hoàng trụ trì. Nhằm thời chiến tranh chống Pháp, khoảng năm 1945 đến năm 1948, quân cách mạng đóng tại chùa đã bị Pháp tấn công, bắn Hòa Thượng chết tại chùa. Sau đó nhục thân Hòa Thượng được dân làng an táng bên hông chùa. Trải qua hai thời kỳ chống Pháp Mỹ, chùa Hang là cơ sở giao liên tiếp tế cho cách mạng. Để tri ân và báo ân, người hy sinh được tôn vinh, người còn lại được ấm lòng ban đại diện Phật giáo Ninh Hòa xin phép và được chính quyền địa phương nhất trí, Ủy ban Nhân dân huyện cho phép tu sửa phần mộ tháp Hòa Thượng. Giáo hội xin chân thành cảm ơn quý cấp chính quyền, cảm ơn chư tôn đức tăng ni Phật tử đã cầu nguyện, cảm ơn những cái mạnh thường quân. Vậy là một vài cái câu chuyện là mình nghe là đúng. Bây giờ tôi sẽ đọc lại ở trên báo Khánh Hòa Online hẳn hoi nhé các bạn nhé. Ghi là Hang Rơi, hay người dân gọi là chùa Hang ở núi Hòn Hèo, đúng rồi. Là cơ sở thờ tự trái phép. Họ ghi là một ngày giữa tháng 12, tôi cùng anh Trần Quang Võ, trưởng công an xã Ninh Phú về Hang Rơi, mà thời gian gần đây nhiều người vẫn đồn đại là linh thiêng. Vừa đi, anh Võ vừa kể về lai lịch của chùa Hang. Theo anh Võ, Hang Rơi vốn là nơi cư trú của cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Sau năm 1975 thì không có người quản lý, Hang Rơi trở thành nơi qua đêm của những người làm nghề khai thác lâm sản trái phép. Theo tín ngưỡng dân gian thì những người thợ rừng đặt một bát hương nhỏ cúng thần núi ở phía trái cửa hang, và có một ngôi mộ cổ tương truyền là mộ của Hòa Thượng Thích Nhơn Hoàng bị thực dân Pháp bắn chết vào năm 1946. Lợi dụng cái điều này thì một số đối tượng đã tự ý lập bàn thờ đặt tượng ở Hang Rơi, lập lán trại trái phép. Từ đó lời đồn đại về sự linh thiêng của Hang Rơi ngày một lan rộng, số lượng người đến cầu cúng ngày càng nhiều hơn. Thì theo ông Tô Mỹ Khánh, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Phú cho biết thì tôi sống ở đây từ nhỏ chỉ thấy Hang Rơi là một hang động chứ không có ngôi chùa nào cả. Việc tổ chức thờ tự ở Hang Rơi hoàn toàn là tự phát. Theo ông Khánh thì việc tồn tại ngôi mộ của Hòa Thượng Thích Nhơn Hoàng là có thật, tuy nhiên không có tài liệu chính thống nào nói về cái chết của nhà sư này. Quá nhiều vấn đề ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái ngôi nhà bằng gỗ mà theo như bài báo nói rằng là đã xây dựng trái phép ở đây. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu những cái dòng chữ này nhá. Nơi đây còn Đại Hồng Trung gửi chùa Đức An Ninh Phú.
đây là những cái vần thơ gì đó. Rồi, tôi thấy là nó vẫn chưa có giá trị lắm. Vậy chúng ta sẽ vào trong để xem. À, lúc đầu tôi tưởng rằng là có người ở đây nhưng mà không phải các bạn. Nơi này đã bị xuống cấp trầm trọng rồi. Nếu mà mưa thì sẽ bị dột. Ở đây chỉ có vài manh chiếu rách và một cái quần của các nhà sư ở đây thôi. Giờ tôi sẽ giải nghĩa một số cái ký tự ở trên bức tường này. Chớ nên hại vật sát sanh, tu nhân tích đức mới dành cho con. Có đức thì quy phục, có mạng cũng có đất trời hộ vệ. Chừng nào giặc đánh tới chùa, đánh luôn ông Phật, ai thua biết liền. Kẻ nghèo khó tu, hành ngay thẳng, không cầu siêu Phật, bỏ hay sao? Nói chung là những cái câu gì đó, nó vừa chính thống mà vừa không chính thống. Nói chung là có rất nhiều cái vấn đề ở cái... xuống tại khu vực cái giếng thì chúng tôi nhìn thấy có dấu hiệu của người rừng cũng như là hoặc là một cái khu nào đấy người ta ở thì nhân một cậu em của tôi ở Khánh Hòa sẽ cầm cái máy này em lên rồi em thám thính nhá. Nếu mà lâu mà anh không thấy em xuống anh lên tìm em nha. Ok anh sẽ cầm dao. Nhân đang đi lên rồi và các bạn thấy rằng là để tới được khu vực đó thì không có đường, chúng tôi phải leo lên đá, phải vượt qua những cái cây
để có thể tiếp cận được cái khu vực này. Nói chung là khá là cũng điều gì đấy vô cùng bí ẩn. Thì tôi chúng tôi phải chia làm nhiều vòng để có thể là hỗ trợ được nhau. Ví dụ có vấn đề gì thì mình sẽ hỗ trợ cậu ấy từ phía sau. Không biết tình hình thế nào. À, nếu mà để ý kỹ thì sẽ thấy đây là có một cái đường để đi lên. Thế nào em? Không có người à? Thế có những đồ đạc gì? Thế bây giờ tôi sẽ lên xem như nào. Có thể là trước là họ sẽ ở cùng thành một cái khu vực ở đây với cả ở trên kia, nhưng mà do bị cấm đoán hay cái gì đó, người ta đã không ở đây nữa. Ồ, rõ ràng này, có những cái dấu hiệu như này. Là đường là ngày xưa là tôi nghĩ có một cái đường mòn lên, nhưng mà bây giờ bị thời gian nó phủ rồi. Và đây là cũng đã từng có người ở này. Cái lán ở đây này, có những cái quần áo này. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là như này này các bạn. Thứ nhất là nơi linh hiển, lưu ý, đã bị xóa đi, đã bị ai đó cầm thêm một cái hộp xịt nữa, xịt sơn, họ xịt phủ lên để không tồn tại cái chỗ này. Cái lán này do một ai đó đã kỳ công để làm ra, nhưng đã bị đốt. Một cái gì đó muốn tiêu hủy cái chỗ này đi, muốn xóa những cái dấu vết này đi. Và trên này, khu vực này thì tôi thấy có một cái cây nó leo lên rất đẹp luôn này này. Nó leo bám vào cái vách này theo cái vòm của cái vách đá này luôn. Đấy, rất nhiều những cái chữ đã bị xóa đi. Và ở kia tôi thấy có một cái hốc nữa. Họ ghi là 46 trốn Pháp. Cái chuyện lịch sử ấy thì rất khó để mà một ai đấy có thể, nhất là ở cái khu vực này, chính quyền có thể xác nhận được là đúng lịch sử là trốn Pháp đấy hay không. Chính vì vậy mà có thể họ đã đưa ra một cái quyết định như vậy để cho không ai có thể lợi dụng được về lịch sử, về tôn giáo để trục lợi cho cá nhân hay là cho một cái tổ chức nào đấy không phải của nhà nước.